Em ơi, con gà hấp hấp muối. Còn nóng quá mà không biết ăn được ha. Mình chấm với muối tiêu chanh thôi mắm ớt thì cái nó ngon hơn. Mấy chân mắm ớt gà này á, tụi Lào nó nuôi không phải nuôi công nghệ đó nha, nuôi mà nó bình thường giống như gà gà đi bộ đó. Thấy không? Thịt nó nè. Cánh gà cái này ngon nhất ta. Cái đùi hay là cái gớt ngon ngon hấp hấp muối á, nó mặn 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 con gà. Hành nè mình bỏ vô mình luộc chung với nó ra nước ngọt, hấp chung với nó rồi cái mềm mềm ăn ngon. Mình không ăn da nha, cái gà mình không ăn. Hồi xưa kêu là nhức bì nhì da nhì cốt á, nhức cái da nè. Cho mình tại vì mình đi ăn uống nhiều quá mà cái da da nó nhiều cholesterol lắm, nếu mà ăn nhiều quá là bị cholesterol thì không có tốt. Ăn tiêu để con gà xé ra ăn đã. Ngồi mà ngon. Gà còn sực à? Gà đó không phải gà gà công nghiệp đó nha. Gà công nghiệp thì nó rẻ lắm. Một con gà công nghiệp nó giỏi lắm cả khoảng 4-5 đô. Gà này nó hơn, nó double vậy á, nó cả khoảng 10 đô. Rồi bắt đầu mình lấy cái đó, mình lấy cái nước cải gà đó mình nhúng cái hành lá nè. Mình ăn nguyên vậy đó, đã lắm. Mà thử coi. Công hành nó ngọt sao coi. Công hành nó ngọt sợ rồi. Ăn đẩy gì đâu. Ăn cái gì phải có xíu rau nữa. Mình ăn mình bỏ da. Đừng, mọi người đừng có chửi nữa. Tại vì mình giữ sức khỏe của mình á. Thứ hai mình nói vợ cắt bỏ cái đầu rồi. Nhìn thấy đầu ứng quá. Nhưng mà bà cố của mình á phải ăn cái đầu con gà lắm. Nhưng mà mình nhìn thấy cái đầu ứng sao đó, thôi cắt bỏ.
Ủa? Thì chấm mắm gừng ngon hơn á, ngon hơn mắm ớt. Muối tai chanh cũng được, muối tiêu chanh cũng được, nhưng mà mắm gừng chắc ngon hơn. Nhà mình gần cái trại của Lào, ở chợ Lào á, actually cái đuôi nó thả ra mới gọi là gà đi bộ á, Tây Mỹ nó gọi là gà đi bộ. Ngon, ngon. Nó này non tại bộ nên cái thịt nó ít hơn gà công nghiệp. Gà công nghiệp thịt nó nhiều lắm. Công nghiệp thì là thịt nhiều nhưng mà cái thịt nó bở, nó không được ngọt giống như gà mình nuôi tự nhiên. Gà tự nhiên thì cái mỡ nó ít, ví dụ như bây giờ mình xé mình ăn vậy đó. Nóng quá, nóng quá. Ngon gừng. Cái da nữa không, ít mỡ, gà công nghiệp mỡ không à, gà công nghiệp thật sự mình nói là những cái tiệm phở rồi đó, nó mua về nó nấu nước cho nước nó ngọt, có cái mùi gà. Còn người Việt Nam mình á, là ví dụ như ở những cái chỗ như 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 chúng mình ở nè, là họ ăn gà gà đi bộ này không à. Cái hành mà luộc hấp trong miếng gà hả. Đã ăn nó ngọt sợ kìa. Cánh gà, mời mọi người nha. Cánh gà chấm muối tiêu. Mới luộc về, mới đi dặm chọn mua luộc về ăn ngon đã thiệt. Còn nóng á, ăn vậy mới đã. Mình không biết tại sao mà gà là xé ăn ngon hơn, còn vịt thì mình chặt, mình phải chặt chứ mình xé ra không được, không biết lý do tại sao. Hầu như gia đình mình toàn là vịt về chặt nhỏ ra ăn, gà là xé ra trộn với rau răm sú rồi đó. Ngon. Ăn cái này đó,
nó vừa ngon vừa bổ nữa. Nó thịt gà nó hiền hơn thịt bò. Thịt bò thì là nó nhiều thịt đỏ đó, nó nhiều cholesterol, rồi nó nhiều ăn nó không tốt bằng thịt gà. Thịt gà thịt trắng đỡ nhất, nên người bệnh họ thường ăn thịt gà không à. Mình quanh mua gừng, có gừng ngon. Người mình á muốn ăn cái gì ăn nó đã, không e lệ, không có giả bộ để rồi mình không ăn, mình ăn ít ít, ăn chưa có đã, không thích, ăn nó ăn thoải mái, người cuộc đời nó mới sướng. Ngon. Ăn từ nãy rồi. Quay lấy cháo gà ăn. Thôi, ngon. Ăn gà trừ cơm luôn. Hai mọi người hẹn hẹn mọi người một cái video khác nha. Bye, tại vừa quá.